em đã làm cho cuộc đời anh được trọn vẹn. Em yêu anh. Một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc. Cái này gửi cho cô. Có lẽ nó là của cậu Kevin à. Anh rất xin lỗi. Em không phải người phụ nữ thích hợp cho anh. Không. Giữa chồng và ba người bạn thân, bí mật và những lời chối trá. Có người đã nói với mình hai người đã hôn nhau tình anh mà. Bắt đầu cho kế hoạch trả thù. Nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Em chính là của tôi. Kevin. Stella, cậu giống như chị em của mình. Trót yêu, trót hận, đây chính là lỗi của cô. Tất cả là trò đùa của số phận. Đã đến lúc cậu học cách làm thế nào để đâm bạn mình rồi. Để dành nước mắt cho lần sau đi. Kevin, bây giờ thì tôi chưa chết được đâu. Cậu hãy mau nói lời tạm biệt với ba con đi. Một kịch bản cuốn hút. Ông cố nạn dùng con. Em là một con người xấu xa. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con sẽ làm tất cả mọi chuyện để giành lại anh ấy. Bộ phim nổi tiếng Philippines, Ngoại tình